kinh ha. Nhưng nhân cha và con và thánh thần anh cứu xin Chúa sáng sau cho chúng con biết được phải là xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi người chúng con được đại sự cho đến hoàn thành nhiệm vụ của thánh thần anh. Lạy Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận được một bệnh nhân Lê Việt Cường, người anh em của chúng con 33 tuổi đã bị bệnh ung thư thân vị, tức là ung thư dạ dày. Chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành cho người anh em của chúng con, và chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành cho người anh em của chúng con là Nguyễn Trung Kiên, chủ tịch Chữ thập đỏ xã Triệu Hải, huyện tỉnh Lâm Đồng, thuộc Đà Lạt. Chúng con cầu xin Chúa chúc lành cho ông chủ tịch, người anh em của chúng con, để ông mạnh khỏe và ông làm những việc làm phước đức này. Xin cộng đồng mạng cầu nguyện cho chúng con, cũng như chúng tôi cầu nguyện cho những anh em trên cộng đồng mạng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kể gì danh Chúa nhân từ. Hãy xem thấy mạnh Đức Chúa Trời sang nơi dễ dàng cùng. Cái mì. Rồi, chúng ta ngồi nhé. Bây giờ cha hỏi con nè. Trước khi con đến đây con khám bệnh, con đã xem rõ chương trình của cha chưa? Con xem được mấy lần rồi? 2 lần. Tức là con xem được cái clip nào? Như con biết đó, là cái bệnh con hiện giờ là ung thư bao tử. Nói cho nó dễ hiểu nhất nha. Ung thư bao tử, chứ không có ca gì gì đây hết á. Nói theo kiểu khoa học không ai hiểu đâu nha. Coi như cái bao tử con nó bị ung thư, thì cái hình ảnh ung thư là như thế này nè. Đó, nó xấu như vậy nè nha. Bây giờ cái bao tử con là như vậy nè. Có nghĩa là nó như cái sọt rác vậy nè. Bây giờ y dòm vô bao tử là thấy như cái sọt rác vậy đó. Giờ con bỏ gì vô nó cứ thúi, nó đang thúi luôn đó rồi. Giờ con bỏ gì vô cũng thúi. Này nếu như con ở bệnh viện thì nó phải cắt. Nó có đòi hỏi con cắt không? Ừ, cắt bỏ bao tử này nè. Nếu con ở nhà là đi cắt, mà con đi cắt bao tử này là bao nhiêu tiền? 70 triệu. Sau đó nó mới vô bao cắt nữa nha. Vậy thì con đi cắt rồi cũng không hết luôn. Cắt cái bao tử mình là cái nơi chứa thức ăn, nó giữ mạng sống mình, mà nếu con cắt rồi thì cũng chết rồi nha. Cắt rồi sống đâu có được nữa. Sống đâu có được mấy ngày đâu. Rồi con ngày con ăn 2 chén cơm, mà con cắt bao tử này con ăn ngày không biết được nửa chén không nữa. Thế nè. Như vậy thì rõ ràng con thấy bệnh con là bệnh chết chứ. Nếu con ở nhà thì con sẽ chết rồi. Vậy thì là cha nói cho con nghe là vừa rồi cha có trị một cái ca ung thư bao tử này nè. Con có coi gì đó không? Cái ca mà cha cho ra viện rồi đó. Ung thư y như vậy nè. Cha trị thời gian là nó lành tính rồi. Như vậy thì đối với cha cái bệnh này không có lớn. Nhưng trước khi nó bệnh là con do bởi con ăn uống bậy bạ nó mới ra này nha. Rồi bây giờ cha trị hết rồi, con gì con uống, ăn uống bậy bạ là nó y như vậy được nha. Hồi sáng cha còn cha có nhắc cho tụi con biết rồi đó nha. Do vậy mà cha nói tại sao cha không muốn nhận bệnh. Tại vì là cha dạy người ta không chịu nghe. Người ta bây giờ cứng đầu cứng cổ dữ lắm. Do ăn động vật mà ra rồi bây giờ không ai nói ai nghe. Bây giờ mỗi đứa hiểu một kiểu, mỗi đứa đi một kiểu. Rồi bây giờ là hiểu đứa hiểu kiểu này, đứa hiểu kiểu kia. Rồi tới chừng nó bệnh tật ngược trở lại rồi bây giờ nó la làng. Rồi trị cho nó hết rồi bây giờ nó về nó ăn uống mà bậy bạ, nó bệnh nữa la làng nữa. Mà cho hỏi con chứ bây giờ cha đây cha đâu để mà cha tối ngày cha ngồi cho trị bệnh cho nó. Không lẽ cha bảo vệ mạng sống suốt đời. Cha nói cho con nghe nha, con đến đây cha nhận bệnh cho con là cha trị cho cha cứu một mạng. Con gì con chết hay con ăn gì bậy bạ con bệnh, con ráng con chịu, cha không cứu con nữa nha. Cha rút kinh nghiệm bao nhiêu ca rồi đó. Bây giờ riêng về cái bệnh của con thì con phải biết là nếu con ở nhà là con sẽ chết. Mà con cũng đừng tưởng rằng con đi đến đây là con cũng chết nha. Bởi vì cái bệnh này là bác sĩ chạy. Bệnh này không có ai cứu con được. Trên thế gian này không có ai cứu nổi con hết. Không có bao nhiêu tiền cứu cũng không có thuốc men gì mà cứu nổi con cái bệnh này.
Nếu người ta muốn cứu là ta cắt bỏ. Cắt bỏ thì con ăn gì kệ con, là ăn vô vài bữa con chết luôn. Coi như bệnh này là không cứu được. Ở thế gian, ở ngoài tây y không có cứu con được. Nhưng mà con đến đây thì cha sẽ cố gắng cha cứu con nha. Nhưng mà cha cứu con rồi thì con đừng tưởng con đến đây là con sẽ sống lại. Con phải nghĩ chỗ là con, hiện bây giờ con ở nhà là con chết. Mà con đến đây là coi như là cha cứu con. Vậy thì cha cứu con đến một cái mức mà sống lại thì mừng không? Mà nếu con cha cứu không được con chết con làm sao? Về thưa cha. Thấy không? Rõ ràng là người ta như vậy mà cha không muốn trị bệnh. Nó mang cái xác chết nó vô đây mà mình cứu nó không được, nó thương mình. Thấy đời con chữ thập đỏ con thấy cuộc đời. Đời nó giống như mình nghĩ không? Con năm nay con là chủ tịch chữ thập đỏ là con mới 30 tuổi thôi phải không? Trời ơi con ơi, con còn trẻ. Tụi này nó nuốt con lẹ. Mấy đứa này nó nuốt con, nó bỏ vô miệng con, nó nuốt chứ nó không có nhai. Cha đây mà nó còn nuốt đây. Không gì con mà nó nuốt lẹ như thế. Nó xin con dẫn đi trị bệnh mà con không dẫn đi, nó chửi con 3 ngày nó đưa con rớt. 3 ngày là nó hạ con xuống tới đáy, nó đuổi con luôn rồi, nó rủa con suốt cuộc đời con. Con thấy người ta là như vậy. Ta không có tâm. Ngày hôm nay người ta là như vậy đó. Bởi người ta ăn sai thức ăn mà nó trở thành ma quỷ hết. Nó không phải là người ta nữa. Nó không giống người ta. Cha sợ dữ. Cha trị bệnh cho nó đây mà nó còn chửi cha được mà muốn gì con. Con không dẫn nó đi đây rồi con biết thân đó. Thí dụ như giờ ông chủ tịch này không dẫn con đi đây con làm sao? Có phải ông sống yên với con? Đúng không? Cha nói con đồng ý không? Con không sống yên với cái cường. Tối ngày nó nguyền rủa. Thấy nè. Rồi con đưa nó vô đây cha trị bệnh cho nó không hết, nó nguyền rủa cha tiếp tục. Con thấy không? Cuộc sống của người ta là như vậy. Cho nên cha khuyên con là chủ tịch chữ thập đỏ. Con còn trẻ lắm con. Con phải ráng tạo phước nha. Cuộc đời của con á, con đừng tưởng con làm chủ tịch được nhiều năm nha. Con làm một nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ là con hết cơ hội làm rồi. Vậy trong cái giai đoạn mà con đang làm chủ tịch chữ thập đỏ đó, con phải ráng tạo phước nha. Ai bệnh tật, ai ốm đau, ai nghèo đói, con cố gắng con đưa người ta đến cái nơi đó. Rồi con mới hết trách nhiệm con được nha. Làm chủ tịch chữ thập đỏ thứ nhất là con không được phân biệt tôn giáo nha. Con không được coi đạo này không được, đạo kia được, đạo nọ không được. Con dẹp hết mấy chuyện này cho ra. Đạo nào con cũng thương hết. Vì cái chữ thập đỏ là cứu người, chứ không có thiên vị đạo nào. Con hiểu không? Điểm thứ hai, con ở cái xứ con là có người dân tộc nhiều. Dân tộc đủ thứ. Con ở ngoài Đà Lạt, Lâm Đồng mà, đủ loại dân tộc. Thì như vậy cho khuyên con là con không được phân biệt dân tộc, màu da, thứ tóc của người. Bác Hồ con dạy con là gì? Điểm thứ hai. Điểm thứ ba, con phải không được phân biệt chính trị. Con dẫn người đi trị bệnh thì có ai nói xấu, nói hổ con cười vui. Có ai chửi bới con vẫn vui vẻ. Vì con biết con đang làm điều tốt này. Và cha cũng khuyên con hết lời là khi có một bệnh nhân nào mà dẫn con đi đến đây, nhờ con dẫn con đến đây chơi, dẫn người ta đến đây chữa bệnh, thì con hãy sẵn sàng. Con xin với thủ trưởng của con á là phải cho tôi dẫn người này đi. Vì nếu không là tôi cũng không làm chủ tịch yên như người ta. Nghe không? Cha khuyên con là như vậy nha. Và cha khuyên con một điều cuối cùng là con còn trẻ lắm. Con phải tạo phước. Con tạo phước bằng những chuyện này nè. Nha. Rồi con về quê hương của con kêu gọi đồng bào xóm riền hãy ráng thương nhau. Hãy ráng hướng dẫn cho nhau về cái cách bệnh tật. Nếu ai có bệnh tật gì thì tôi dẫn đi nha, tôi dẫn đi tới cùng để tôi cứu. Đó là chức trách của con. Ba chuyện. Thứ nhất, con không được phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, thứ tóc, dân tộc. Thứ hai, con phải đứng trung lập, con không được phân biệt chính trị. Thứ ba là con phải cứu người, mà con cứu toàn nước, toàn dân, chứ con không phải cứu trong cái xã con. Bây giờ một cái xã nào đâu ở ngoài Móng Cái mà muốn con dẫn đi, con cũng phải dẫn. Vì con là cứu người. Cái nhiệm vụ con là cứu người, cho nên con không được nói là tôi không có trách nhiệm. Con phải có trách nhiệm nha. Giống như cha vậy,
Bây giờ cha đâu có trách nhiệm với con, phải không? Nhưng mà nếu con vẫn tới đây, cha vẫn phải trị bệnh cho con mà. Quả thật cha đâu có trách nhiệm với ai đâu. Con ở Đà Lạt, cha biết con là ai, phải không? Cha không hề, hồi đó giờ cha mẹ cha sanh mẹ đẻ, cha tới lớn, cha không thấy mặt con mà. Mà cha cũng không làm gì cho con, mà con cũng không làm gì cho cha. Mà tại sao hôm nay cha phải canh cánh bên lòng với Lê Việt Cường đây? Cha phải cứu mạng đó đây. Có phải đó là chữ thập đỏ không con? Đó là cứu người nha. Nghĩa hai con dẫn đến đây là cha phải canh cánh bên lòng để cứu nha. Đó là con phải tập sống giống như cha nha. Con phải nhớ lời cha nói, hôm nay con còn trẻ lắm. Cha thấy con dẫn nó đi mà cha thấy cha thương con. Vì cha thấy nó già hơn con, nó nuốt con lẻ nghe con. Trời ơi, cha sợ cho con lắm. Nhưng con đừng sợ, con hãy nghe lời cha con tạo phước. Không ai làm được con điều gì nha. Không ai làm khó con. Hôm nay con đến đây, con dẫn người anh em của con đến đây trị bệnh. Cha ký cho con một miếng giấy để con giữ trong cái bóp con. Khi nào mà thủ trưởng con có hỏi con đi đâu, con xách cái giấy này ra, con trình với thủ trưởng con là tôi đi đến đó, tôi làm việc này, là con yên lòng con nghĩ. Cha làm vậy được không con? Cha thấy con mà cha thương. Vì con còn trẻ. Nhưng mà con ơi, trẻ mới làm nên chuyện như con, chứ không phải già làm nên chuyện. Già thì nó giữ một cái truyền thống tốt lành, còn trẻ mình nó là vừa giữ truyền thống mà vừa phát huy. Con đồng ý với cha không? Trẻ thì giữ một cái truyền thống cho thiệt là an toàn, nhưng mà già giữ truyền thống cho thiệt là an toàn. Mà trẻ như con vừa giữ cái truyền thống an toàn mà vừa phát huy cái truyền thống đó bằng một cái tinh thần cao đẹp hơn nữa. Tinh thần cao đẹp là gì? Ngày hôm nay cái tinh thần cao đẹp của con là dẫn người đi chữa bệnh. Bao nhiêu cái đời chủ tịch chữ thập đỏ của con đó, có ai dẫn người đi chữa bệnh đâu, phải vậy không? Có phải là con đang phát huy một cái truyền thống tốt đẹp? Vì con vừa là chủ tịch chữ thập đỏ, con vừa là dẫn người dân con đi chữa bệnh. Đây có phải là vừa giữ được truyền thống tốt đẹp và vừa phát huy truyền thống? Cha chúc mừng con nhé. Riêng con cũng phải cảm ơn những người bệnh. Nhờ có người bệnh con mới có phước này, nghe không? Con phải cảm ơn những người bệnh nha. Rồi đó là cha nhắc nhở con như đó. Con về con sống cho tốt hơn nha. Con có gia đình chưa? Con được mấy đứa con rồi? Con phải ráng sống tốt nha con, để con nuôi vợ nuôi con cho đàng hoàng, làm chức vụ cho tốt, bảo vệ non sông đất nước cho dễ dàng nha. Rồi tròn sớm láng giềng mà đau bệnh mình phải có mặt. Tuy mình chữa bệnh không được, nhưng mình phải biết có chỗ chữa. Con hiểu không? Mình không chữa được, mình phải biết có chỗ chữa bệnh đó. Rồi người ta không có điều kiện, mình phải tìm điều kiện đưa người ta đi. Đó là cuộc sống ở tại thế này con. Ai cũng vậy hết, chức trách gì cũng có lương tâm, chức trách gì cũng có bổn phận hết nha. Còn riêng về con, bệnh người ta nói cho con nghe, có mấy chuyện sau đây mà con phải nhớ. Thứ nhất đó, là con đi sai phác đồ là cha sẽ đuổi con. Ngày hôm qua cha nhận một đứa, kia cha nhận một đứa, nó vô đây 4 bữa nó đi sai phác đồ cha đuổi. Thứ nhất nó ra khỏi phòng khác, nó ra khỏi phòng nhà trọ. Thứ hai là nó ăn bậy cha đuổi, cha không chữa bệnh nha. Vì đó là sai cái phác đồ của cha, cha không chữa. Điểm thứ nhất cha nhắc con vậy nha. Điểm thứ hai, cái mạng sống của con nếu ở nhà là đã mất, chắc chắn con đi vào cũng được chết, con không thể sống được. Vì các bác sĩ trên trần gian này không phải là bác sĩ giỏi con, bác sĩ giỏi không à. Người ta đã chẩn đoán mình bằng trình độ, bằng máy móc, chứ không phải là bằng cái miệng người ta nói. Cái trình độ của người ta là bao nhiêu năm học hành, lên tới thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ. Người ta không phải là chú sĩ hay là thiếu sĩ hay là cô sĩ, mà ta là bác sĩ lên con. Và người ta lên tới trình độ thạc sĩ, tiến sĩ hết rồi. Thạc sĩ, bác sĩ, phan đặng anh, không phải người ta dở. Người ta khẳng định con là ung thư bao tử rồi, thì sớm muộn gì con cũng sẽ chết. Như vậy con thấy đó, với cái bệnh án này, với cái bản án này là bản án tử cho con. Coi như con đang cầm cái bản án tử mà con chưa có ngày chết thôi nha. Vậy thì con hãy nhớ rằng, nếu ngày hôm nay mà ông chủ tịch chữ thập đỏ không dẫn con đến đây, không gặp được cha và ban viện trưởng, thì coi như đây là bản án tử cho con nha. Vậy sau khi con đến đây con gặp cha rồi, cha nhận cái chữa bệnh con rồi, giống như là một người thân của cha rồi,
thì con phải cố gắng nghe lời cha và ban diện cảnh để chữa bệnh, chữa cho hết rồi. Nha. Mà nếu mà cha và ban diện cảnh quyết lòng chữa cho con mà không hết bệnh, con phải vui vẻ. Nếu chết con cũng phải vui vẻ. Vì bằng chứng con ở nhà con sẽ chết. Đây là thạc sĩ, bác sĩ, tiến sĩ kết luận con là chết mà, chứ phải cha kết luận đâu. Phải không nè? Vậy thì nếu con ở nhà thì chắc chắn con sẽ phải chết. Mà nếu con đến đây thì cái cơ hội sống của con rất cao. Nhưng không phải cơ hội sống cao mà chết không có. Vậy nếu con có chết ở đây con phải vui vẻ. Không phải cha khuyên con như vậy. Nhưng mà vì con ở nhà ai cứu con đây? Mà con đến đây cha và ban diện cảnh cứu hết mình. Nếu như mà cha cứu con mà con sống cho mừng, mà con chết cho đâu có mừng, cho buồn. Vậy cha cứu con mà. Hiện giờ tất cả những người đang ngồi bên cạnh con là người ta nhìn con chết từng ngày. Phải vậy không? Người ta đang ngồi nhìn con chết từng ngày. Vậy thì nếu mà con ở nhà con chết, những người này không buồn, vì người ta nói rằng người ta cứu không được nữa. Còn con đến đây cha cứu được con, mà nếu cha cứu không nổi con chết cho buồn chứ. Phải không? Mình biết cách cứu mà mình cứu nó không được, mà nó chết rồi mình buồn vô cùng. Phải không nào? Mình buồn vô cùng. Cho nên cha cứu con hết mình, mà nếu con chết cha có vui bữa nào? Mà nếu con sống lại cha có vui? Mà nếu con chết, con có chết, con chết trong một cái sự bình yên. Cha chết trong cha. Hiểu không? Chết trong bàn tay của cha. Vui lắm đâu, không có buồn nha. Nhưng cha nói đó là theo kiểu nghĩa tiêu cực. Còn nghĩa tích cực là bệnh này không phải là bệnh lớn, nhưng đừng trở mạng với nó là bệnh nhỏ nha. Cha nhắc nhở con là ngày đầu tiên nó nhắc nhở con như vậy. Điểm thứ hai, sau khi con hết bệnh về rồi, hồi nãy cha có nhắc đó, không chồng đi dọc đi ngang, có chồng cứ thẳng một đường mà đi. Ngày xưa con chưa có chồng thì con muốn đi đâu cũng được, đi sớm về khuya không ai rầy rà mình. Còn hôm nay con có chồng rồi, con đi đâu con cũng phải hỏi chồng, con đi sớm về khuya con cũng phải trình báo cho chồng con biết để gia đình con mới ấm no hạnh phúc. Vậy thì từ cái câu tục ngữ ca dao đó cho áp dụng qua cho con. Ngày hôm qua bác sĩ chưa trao cho con cái bản án tử thì con muốn ăn cái gì cũng được, con muốn làm gì cũng được. Còn ngày hôm nay, ngày 28 tháng 8 năm 2018 là bác sĩ trao cho con, bác sĩ thạc sĩ anh Thư đã trao cho con cái bản án tử là ung thư bao tử. Như vậy bây giờ con không còn được đi dọc đi ngang nữa. Mà nếu con bây giờ ung thư bao tử mà con muốn ăn cái gì cũng được, con muốn làm gì cũng được, uống rượu cũng muốn nè, hút cũng muốn nè, ăn động vật cũng muốn, thịt bò cũng ăn, thịt heo cũng ăn, thịt mẹ cũng, đó là con sẽ đi chết. Vì cái bản án tử này giống như một người vợ nó đeo quá lên con nha. Bây giờ con không còn là một người được tự do, cơ thể con không cho phép con hoạt động tự do, mà nó chỉ cho phép con hoạt động trong cái khuôn khổ. Giống như một người phụ nữ khi có chồng rồi là không được hoạt động tự do, phải hoạt động trong cái khuôn khổ của chồng. Thì khi con mang cái bản án tử này rồi thì cơ thể con nó không cho phép con tự do được, nó chỉ cho phép con trong một cái chế độ nhất định được hoạt động. Ví dụ như là sau khi hết bệnh về rồi phải ăn chay trường, đó là cơ thể con nó cho phép con. Còn con ăn, con hết bệnh về con nhậu tiếp, con ăn tiếp thì con phải chết thôi. Lúc đó con đổ thừa chủ tịch chữ thập đỏ, đổ thừa cha trị không hết, đâu có được. Cha đưa lên hòa hảo xét nghiệm mà, xét nghiệm con lành tính cho mới cho con về. Vậy lúc này đây con đổ thừa, con về con ăn bậy bạ rồi con đổ thừa cha chữa không hết, cái đó là tội chứ. Con hiểu không? Tội chồng tội nghe con, tội mà chồng thêm tội. Vì con ở đây cha chữa cho con nè, nếu như mà cha chữa hết thì con vui vẻ, mà cha chữa không hết con chết con cũng phải vui vẻ mà. Vì cái bệnh con là bệnh chết mà, đem cái xác lại cha là xác chết mà, xác chưa nín thở thôi, phải vậy không con? Cái xác này chưa tắt thở thôi, chứ đâu phải xác này là xác sống đâu. Nó vậy thì nếu con sống lại con vui biết mấy, mà nếu con chết con phải vui mừng chứ, tại sao con phải chửi thầy thuốc? Đó là như vậy. Cha đang nói con là những cái ca vừa qua, người ta là như vậy, người ta là như vậy đó con. Cho nên cha nhắc con còn nhỏ nó nuốt chửng con lẹ, cho nên cái điều mà con để nó đừng nuốt chửng con là con phải tạo phước nha, để cái phước đó
con làm việc nó chụp mũ con được hay là nó giết con được nha. Con phải nghe lời cha nói hôm nay nha, lời này rất quan trọng. Ngày mai cha đưa lên mạng con mở ra con nghe lời để con học hỏi thêm, con còn trẻ lắm, nó nuốt con lẹ lắm. Vậy cha nói con lại, bệnh của con là bệnh tử, bắt đầu từ hôm nay trở đi con phải nghe theo lời chỉ định của ban vị trần, buộc con phải nghe theo lời chỉ định này, con không được cãi lời. Nếu con cãi lời thì điểm thứ hai, con phải cố gắng sau khi con hết bệnh rồi con phải không được đi dọc đi ngang. Vì ngày hôm qua con đã đi dọc đi ngang rồi, con muốn ăn cái gì, con muốn làm cái gì, con muốn hưởi cái gì, con muốn nuốt cái gì, con muốn uống cái gì, con tự do. Và chính vì cái tự do đó mà nó làm cho cái bao tử con như cái thùng rác. Thấy chưa? Vậy thì bắt đầu từ khi con hết bệnh rồi, con phải cố gắng con sống cho nó có nề nếp, nó có điều độ nha. Đó là cha nhắc con. Tất cả những gì mà cha giảng dạy, cha đã giảng dạy quá nhiều rồi, cha không giảng dạy nữa. Ai nghe được cha thì tốt, còn nghe được chết xác chịu. Cha không có còn trách nhiệm nữa. Cha đã giảng dạy như vậy là quá lẽ cuộc đời cha rồi. Cha giảng dạy cây cỏ mà giống là cha đã đủ rồi đó con. Cha không cần thiết phải là đi làm cái công việc trị bệnh này đó. Cha chỉ cho con một con đường sáng, tự con phải đi. Còn này cha chỉ cho con một con đường sáng rồi mà cha còn phải đầy tớ tiếp tục cho con nữa, mà không được con chửi cha mà. Cha không phải cha khó chịu, nhưng mà cha sợ chúng con phạm tội. Chứ còn với cha mà con chửi cha giá trị gì đấy, mà cha sợ chúng con phạm tội nha. Đó là cha nhắc nhở chúng con là như vậy nha. Rồi con muốn biết ăn cháo trắng như thế nào, cháo nano ra làm sao thì từ từ ban nhiễm chẳng sẽ dạy con. Còn hôm nay cha không dạy nữa nha, cha nghỉ dạy rồi nha. Ban nhiễm chẳng mỗi ngày con khám bệnh con hỏi ban nhiễm chẳng, còn cha chỉ nhắc nhở những công lý như vậy thôi. Ngày mai này con hết bệnh về, cha con phải thương nhà nước. Nhà nước người ta thương dân, nó lo lắng cho dân. Còn con đem dân đến đây chữa bệnh, con phải bảo vệ dân của con. Nhớ không? Ai nói gì con phải bảo vệ. Vì con là chính quyền mà. Nhớ. Đó, còn những cái chuyện mà ăn cây cỏ như thế nào, cháo nano ra làm sao, thì ban nhiệm chẳng sẽ dạy con. Rồi, con lên mạng con nghe, con hiểu thêm. Còn cha bây giờ cha không dạy nữa. Cha đã dạy quá nhiều rồi, cha không dạy nữa. Bây giờ đưa giấy này cha ký tên vô là xong. Nhiệm vụ của cha là tới đó thôi. Giờ từ nay trở đi cha nhận bệnh là nhận vậy đó. Cha không có dạy dỗ nhiều đâu nha. Bây giờ trong cái giấy cam kết này nè, con phải cam kết khám chữa bệnh không được sai pháp đồ. Và sai pháp đồ con sẽ bị đuổi tức khắc nha. Vậy con muốn biết không sai pháp đồ như thế nào thì mỗi ngày con khám bệnh con hỏi bài nhìn chẳng nha. Cha không nhắc nữa, chuyện này đối với cha nhỏ lắm. Điểm thứ hai, con phải ký vào đây chữ thập đỏ, ký vào đây để làm bằng chứng xác nhận chết không được thưa kịp, hiểu không con? Dạ con không được thưa ai mà ở đây người ta cứu con chứ không phải người ta giết con. Nhưng mà hoàn cảnh con chết con thưa người ta, con hết bệnh rồi, con làm tính rồi, con gì con ăn chơi con bệnh lợi, con còn muốn thưa cha đây mà, muốn gì con chết ở đây, con thưa cha ở tù sao nổi. Cha trị bệnh rồi, làm tính rồi mà nó về nó ăn lợi nó bệnh lợi, nó còn muốn thưa cha đây mà. Con thấy người ta. Vậy trong cái giấy cam kết này là con không được sai quyết định nha. Con ký vô. Ai là người nuôi? Con phải nuôi cho đàng hoàng nha. Con không được bỏ anh con nha. Anh ruột con phải không? Phải nuôi, không được bỏ nó ban ngày không đi gì hết. Phải nuôi nó cho tốt nha. Rồi cha ký tên vô. Cha ký tên vô bảo lãnh. Đoạn học đỏ ký với thêm miếng nữa thôi. Ừ. Còn cái ký này sao nhé? Anh con thì sao nghe không? Ký vô cái này chỉ cho nó tiếp. Rồi anh chữ thật đỏ ký vô người chứng hai, ký tên đóng ngọc vô. Chứ bây giờ không có cha không có giảng dạy nhiều nữa, cha giảng dạy quá lẻ rồi. Rồi con ký vô cái đơn xin khám chữa bệnh. Đơn xin khám chữa bệnh là ký miễn phí nha.
cha chữa bệnh không lấy tiền con nha. Yeah. Giấy này là cha chữa bệnh không lấy tiền con. Nhưng con phải đóng tiền phòng trọ. Yeah. Nha. Một hai thứ tiền là chặt con phải đóng. Như bữa nay là cha bao một chiếc xe 7 chỗ cho các bệnh nhân đi cũng không phải trả tiền. Cha đi khám và đi xe đi gì không trả tiền. Trong quá trình cha điều trị thì cha sẽ có cách cha cứu con. Cứu như vậy đó, mà cuối cùng nó về nó ăn chơi bệnh lại nó chửi cha. Tội biết bao nhiêu. Trên đời này chắc khổ. Rồi, chút nữa cho gửi cho ông chủ tịch chữ thập đỏ một cái bản này. Con giữ trong cái bóp của con. Để thủ trưởng của con là ông chủ tịch xã không có làm khó con thì con móc cái giấy này ra nha. Chút nữa có nè, mọi người ký vô đây. Vậy nha con, cha nhắc nhở tụi con như vậy là hết lời cha rồi. Con ơi, ngày mai này con kiếm cha không được đâu nha. Hôm nay con còn may mắn được gặp cha. Chưa chắc ngày mai người ta gặp được cha. Coi như đó là một cái may mắn cho những ai gặp được cha nha. Còn đừng tưởng rằng sẽ gặp được cha mãi mãi, không có đâu. Nên cha nói với con đơn giản vậy. Đừng tưởng rằng tụi con sẽ có cơ hội gặp cha mãi mãi. Cha không xuất hiện nữa đâu. Bởi bằng chứng là hôm nay cha không dạy dỗ nữa thì chứng tỏ là cha đã mệt. Bây giờ cha giao lại cho ban diện chẩn. Trong khi chữa bệnh, nhắc nhở con, dạy bảo con gì đó. Còn ai muốn nghe cha dạy bảo gì cứ lên mạng mà nghe. Cho nên bây giờ là thời gian gặp cha là hiếm lắm rồi, gấp rút lắm rồi. Nha. Đó là cha quyết định cha cứu mạng con, cha chọn cha nhận cái mạng con để cha cứu thì con đã may mắn lắm rồi. Ngày mai này không dễ gì kiếm cha đâu nha. Vậy con hãy cố gắng nha, nói tới nói lui con hãy cố gắng. Rồi cha nhắc nhở con về quê con, về Đà Lạt đó, con phải làm sao, con phải bảo vệ cái người anh em của con khám bệnh ở đây cho tới cùng nha. Chứ còn con phải bảo vệ để cuộc đời con phải có một cái giá trị gì trước mặt người dân nha. Chứ còn con làm chủ tịch mà con không bảo vệ được thì đúng không con? Cố gắng nha, cha nhắc nhở vậy được rồi ha. Rồi có gì ban diện chẩn nhắc nhở thêm nha. Thôi rồi bây giờ cố gắng sống đời sống đạo đức. Được cái tín mà cha nhận gần nhất mình từ gần đó thì có cái sự yêu cầu được gia đình mình có là bảo vệ thưa thì được đảng ủy ban ở chính quyền địa phương xin các chủ tịch đi theo do trở về thì thay mặt cho gia đình là con xin cúi đầu xin cảm ơn cha và đã nhận gần nhất là con được cha trở về con mọi cái nguyên tắc thì hướng dẫn của cô chủ thì cha mà người dân ăn thì con sẽ kiến con hai năm nhỏ để có cái tinh thần rất nhiều chỉ tâm để mà điều trị cái bệnh của mình thì thân đó là ở trong gia đình con thì con cái con thì nó thân nhân con trai nhưng mà ở cái sự ngoan hiền là con người cha mẹ thương bạn nên khi con cũng cũng như là có cha thì cô chủ để hướng dẫn nó cái phác đồ điều trị thì cháu hai năm nhỏ thì là Rồi thôi vậy được rồi ha. Con có muốn nói gì cha không? Thật ra thì hôm nay cũng là lần đầu tiên con lên đây. Thì con xin cảm ơn cha, cảm ơn Chúa đã cứu giúp người dân của con. Mong sau này cha và Chúa sẽ che chở cho con. Rồi vậy nghe con, chúc con về bình an mạnh khỏe nha. Bây giờ mình đứng lên đọc kinh nha. Sáng nay con cha và đức Chúa con, Chúa thánh thần. Chúng con kỳ vì danh Chúa nhân từ cho các nạn linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi hàng sáng thế giới của Chúa Trời sẽ nhân nhân cha và con và con đưa em bệnh này vô phòng khám nghe con, rồi con chứng minh thầy khám cho em một lần rồi con hãy đi về nha. Vậy nghe con cố gắng con làm theo lời cha dạy nha. Rồi chào con nha. Thiên Chúa là tình yêu.
Nơi nào có tình yêu thương là ở đó có Thiên Chúa ngự trị. Hãy subscribe.